Chào mừng các bạn đến với thế giới máy chế biến gỗ Quách Di. Hôm nay chúng tôi giới thiệu cho các bạn cái máy tiện. Đây là máy tiện, đây các bạn nhìn sơ qua cơ cấu của nó. Đó, vận hành thì bằng tự động nha, chúng ta chỉ cần lập trình ở trên màn hình này nè. Đó, sau khi vẽ phần mềm ứng dụng thì cũng đơn giản lắm. Nếu quý khách mua thì chỉ cần cử người đại diện học qua khoảng một buổi là có thể vẽ được. Đó, chúng tôi sẽ có kỹ thuật để hướng dẫn vẽ các phần mềm cơ bản này. Và đây, sau khi lập trình xong thì đưa lên máy, nó sẽ hoạt động như thế này. Có hai con dao thì một con ăn thô, một con ăn tinh. Con sẽ ăn sâu lại, một con sẽ rút tinh để cho cây phôi sản phẩm mình ra bóng hơn. Đó. Các bạn muốn mua thì cứ liên hệ số hotline 0903600113. Hoặc muốn xem trực tiếp thì liên hệ tại xưởng công ty Quách Di tại địa chỉ số 401 Tô Ngọc Vân, khu phố 1, phường Thạnh Xuân, quận 12 để trực tiếp xem máy. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Yeah.